Đây là những chậu giáng hưng đua chồn hàng đột biến của nhà em Thảo này. Rất là lâu rồi thì nhà em Thảo mới lại về những cái chậu hàng rất là xinh như này. Lá xếp đều tăm tắp từ 5 cặp lá trở lên. Đây là hàng làm giống cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đó, hàng đột biến, hoa trắng tinh nên là gọi là chồn bạch tuyết. Chồn bạch tuyết thì rất là nhiều anh chị em năm ngoái có sưu tầm của nhà em Thảo thì năm nay có nở hoa rất là đẹp đấy ạ. Đó, em đo cho cả nhà xem thì cả nhà có nhìn thấy cái chiều cao của nó cực kỳ là đẹp đúng không nào? Em Thảo bán 220.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 400.000 nhá. Chồn bạch tuyết hoặc là chồn đột biến này, lá đều tam táp luôn. Nói chung là đây là hàng sưu tâm cho cô chú anh chị yêu mến. Đó, rất là xinh, anh chị em có thể mua 2-3 chậu về chúng ta ghép vào. Đây là những chậu cây cam lửa và cây cam hồng của nhà em Thảo, đai châu đúng không ạ? Đai châu là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều người yêu mến, hoa nó nở vào dịp Tết. Và cái dòng cũng rất là dễ thuần nữa, chơi thân lá cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, bên này là cây cam lửa, bản lá của nó khoảng tầm 3-4 cm, chiều cao của nó khoảng tầm 10 cm này. Và chiều ngang của nó khoảng tầm 30 cm. Nói chung là cái cây giống lần này về rất là xinh. Đấy, cam lửa này, đẹp chưa ạ? Cây cam lửa thì nó bé hơn cây cam hồng một chút. Đấy, bên này là cây cam hồng, anh chị em có nhìn thấy. Em Thảo bán với giá 180.000 một cây, mua một cặp như thế này. Một cặp đấy ạ, một cặp là một cam lửa, một cam hồng thì là 350 nhá. Đó, ghép vào thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và bên này đây ạ, đây này chính là những cái đai châu màu đỏ của nhà em. Mặt bông thì anh chị em có nhìn thấy, mặt bông rất là xinh đúng không ạ? Mặt bông cây này nói chung là cây này cây giống thì không thể chê vào đâu được luôn, bởi vì lần này về cây giống rất là đẹp. Đó, em Thảo bán là 180.000 một cây. Đó, đai châu cam, đai châu màu đỏ đấy, bản lá cứng, lá xếp rất là xinh, đẹp lắm. Anh chị em có điều kiện chúng ta mua một vài chậu. Anh chị em mua 2 chậu em Thảo bán 350 nhá. Đấy, nó cũng lớn lớn bằng cây cam hồng nhưng mà cái bản lá của nó xòe hơn bởi vì nó là cái dòng lá bươn, lá xếp rất là xinh. Đấy, đẹp chưa ạ? Rất là đẹp này. Và bên này đây ạ, đây chính là những cái cốc phi điệp mặt trăng tròn của nhà em Thảo, hàng gieo hạt. Nó là cái dòng con lai giữa phi điệp và trầm đúng không ạ? Mặt bông mẹ của nó đây. Đó, nói chung cái dòng này chơi thân lá rất là đẹp, và cả nhà cái nhìn lá này, thân xanh mướt và cái lá của nó là lá giống như lá mít luôn, rất là xinh. Và cây khoảng tầm 2-3 thân tơ. Cây thân tơ của nó thì nó chưa quá là cao đâu, em đo cho cả nhà khoảng tầm từ 8-12 cm. Cây rất là đẹp luôn. Em Thảo bán với giá là 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000 nhá. Đó, phi điệp mặt trăng tròn, mặt bông rất xinh. Đây là những chậu cây sóc tím rất là đẹp. Cô chú anh chị có nhìn thấy trên màn hình ở đây chính là mặt bông của cây sóc tím, là một trong những cái dòng hoa cực kỳ lá xuất sắc đúng không ạ? Năm ngoái thì anh chị em đã sưu tầm thì đều biết là nở hoa cực kỳ là đẹp ạ. Chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, em vẫn lấy cho cả nhà xem, chúng ta có điều kiện chúng ta mua 1-2 chậu về chúng ta ghép vào một chậu to thì rất là dễ nhìn và sai hoa cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, em Thảo bán là 220.000 một chậu, mua một cặp lá 400 nhá cả nhà nhá. Cây xinh lắm. Mỗi một chậu gồm có 2 thân này. Đó, chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Dòng giáng hương này rất là dễ thuần đấy ạ. Đó, cây khỏe, cây đẹp đấy ạ, xinh lắm. Từ 4 đến 5 tép và cái kiếm xanh Huế thì nó lá của nó ngắn hơn một chút. Còn đây là kiếm Phan Chí này, lá nói chung là dòng lá hai cái cây nó đều rất là xinh. Đó, và những cái rễ như này nó tùm mà chứng tỏ là cây rất là khỏe và cây thuần tại vườn Việt Nam mình được. Nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Và thứ hai nữa đó chính là người ta ví là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là đẻ đẹp mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn ạ. Nên là cây của nó sẽ đẻ cho chúng ta những cây thân tơ rất là nhiều. Nên là 1-2 năm chúng ta sẽ được những cái bụi kiếm to, khỏe luôn. Và giá kiếm này rất là xinh này, nhìn thấy không ạ? Đó, kiếm xanh Huế và kiếm Phan Chí em Thảo bán là 280.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 550 nhé cả nhà nhá. Xinh lắm, cây này bự hơn cái bụi trước rất là nhiều. Bởi vì khi mà trong quá trình bán ấy, nhiều anh chị em bảo là em Thảo lấy về những cái hàng to hơn đi để sưu tầm ấy, thì cây nó sẽ thích nghi và nó thấy to hơn, nó khỏe hơn này, nhìn thấy không ạ? Đó, kiếm Phan Chí thì lá nó dài hơn một chút nhưng mà hai dòng kiếm lá nó đều xinh này, nhìn thấy ạ, đẹp không ạ? Đó, em lấy xuống dưới này để em quay để cả nhà nhìn thấy rõ hơn, còn vì trên giá là em Thảo hơi thấp nên là quay nó cứ lục khục ấy. Đây là một số mặt hàng cây con giống của nhà em Thảo đang cắt nước hơn 1 vạn cây để em gửi cho cả nhà. Anh chị em nào yêu mến những cái giống nào thì có thể gọi điện trực tiếp về đặt hàng với nhà em Thảo nhé. Đấy, cả nhà các bạn nhìn thấy này có rất là nhiều luôn. Và vì là nhiều mặt hàng quá nên là em Thảo sẽ làm combo để em gửi cho cả nhà nhé. Đấy, đây bây giờ đây là cây phi điệp hồng hổ phách này. Đó, cả nhìn thấy này, xinh chưa? Còn đây là những cây hồng mỹ nhân này, 75.000 này.
Và em Thảo có làm theo những cái combo này, ví dụ như là combo A là có 10 cây như anh chị em có nhìn thấy này. Đó, ví dụ chúng ta mua 10 cây đó là 750.000 thì ngày hôm nay em giảm xuống 50% ạ, còn có 300.000. Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà nhá. Hôm nay em Thảo có combo A này, combo P và combo M, combo 6 và combo 3. Đấy, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng combo nhá để cho anh chị em có thể lựa chọn cho mình này. Đầu tiên đây là combo A, thì combo A gồm có 10 loại hồng nổi tiếng rất là đẹp và đây là hàng gieo hạt. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Hàng gieo hạt nó cũng quá là cao đâu, cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm thôi nhưng mà cây của nó khỏe lắm. Đó. Cây nó khỏe mà cây của nó này là nhìn thấy cây có cây năm 2 nên là độ thích nghi môi trường nó sẽ cao hơn. Đầu tiên combo A là hồng hổ phách này. À, nhìn thấy các bạn, cây xinh quá. Tiếp theo là hồng trời đánh này. Đấy, cây xinh chưa? Tiếp theo hồng liên anh, phi điệp hồng liên anh. Thứ tư là hồng gia lai. Thứ năm là hồng yên thủy. Thứ sáu là hồng mỹ nhân. Nhìn xinh chưa? Thứ bảy là hồng á hậu. Mặt bông thì nhà cả nhà có nhìn thấy ở bên cạnh, em sẽ làm cho mọi người nhìn luôn nhá. Đây là hàng gieo hạt này. Thứ 8 là hồng thiên cung. Thứ 9 là hồng mẫu hậu. Đấy, cây hồng mẫu hậu nó không sai đi đâu được đúng không ạ? Thứ 10 là cây hồng xòe. Đó. Hiện tại thì trời em nhà em đang rất là nồm nên em lấy lên như này cả nhà có nhìn thấy rõ hơn đúng không ạ? Combo này từ 750 em thả bán chỉ còn có 300.000 thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhé. Và tiếp theo đây là combo M. Đó, combo M thì em cũng giảm từ 750 xuống còn có 300.000 nhá. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này, gồm có những cái chậu phi điệp nó cao khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà có nhìn thấy, nhưng mà cây của nó rất là khỏe này, cây 52 này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái năm nhất của nó này. Phi điệp hồng mỹ nhân. Thứ hai là cây phi điệp hồng yên thủy này. Đấy. Và đây là cây phi điệp bảo bảo này. Cũng là cây 52 này, một thân thôi. Phi điệp mắt đỏ hòa bình, đỏ tía luôn này. Đó. Phi điệp hồng mẫu hậu. Đó. Cây cánh bầu hòa bình, cả nhà nhìn thấy nhá. Cây hòa bình thì lúc nào nó tím hơn một chút và nó cái lá của nó vẫn dày dặn hơn so với cái dòng khác này. Đó. Tiếp theo, đây là cây châu Như. Đấy, châu Như này. Cây gái nhảy này, phi điệp gái nhảy này. Đó. Ám hòa bình này. Ám phú thọ này. Đó, cây của nó dài khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi ạ. Chủ yếu là một thân. Đó, đây là combo này. Combo này gọi là combo M nhé cả nhà nhá. Đây những cái cây của nhà em Thảo đây. Đó, theo bên này đây chính là combo xinh xinh của nhà em Thảo này. Cả nhà các bạn nhìn thấy đây chính là combo xinh xinh em đặt tên. Và gồm có là 5 loại phi điệp nam cánh trắng và 5 loại ở bên này. Đấy, cả nhà em sẽ giới thiệu cả nhà và em sẽ cho cả nhà xem mặt bông mẹ của nó luôn nhá. Và rất là lâu rồi thì nhà em Thảo không có dòng nam cánh trắng về đúng không ạ? Đấy, bởi vì rất nhiều loại nên là em Thảo làm combo cho cả nhà xem. Đấy, cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm nhá. Cây của nó là cây 52 bởi vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng nên nó chưa cao lắm. Đó, rất là đẹp này. Đó. Cây nó thấp nhưng mà cây nó khỏe nhé. Vì cây 52 cái độ thích nghi môi trường nó cao. Và cái combo này thì bình thường nhà mình mua riêng lẻ thì đã rơi vào khoảng tầm 6 cho đến 70 nghìn một cây đúng không ạ? Hôm nay em chỉ bán là 300 nghìn được 10 cây thì tính ra chỉ có 30 nghìn một cây đúng không ạ? Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta gọi sưu tầm. Đầu tiên đây chính là cây năm cánh trắng hiển oanh này. Các bạn nhìn thấy cây của nó cao, không quá là cao đâu ạ. Tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng phú thọ này. Các bạn nhìn thấy các bạn xinh lắm. 5 cánh trắng hải dương. Thứ 3 là 5 cánh trắng hải dương này. 5 cánh trắng nha trang. 5 cánh trắng lâm sung. Và bên trên này đây là những cái cây gái nhảy rồi là hồng mỹ nhân ấy kiểu đâu ạ. Phi điệp hồng mỹ nhân. Phi điệp gái nhảy này, đó, cây 52 này. Ám phú thọ.
cánh bầu hòa bình. Và bên này là coi cây hồng xòe nhé cả nhà nhé. Cây cao khoảng 3 cho đến 4 cm, cây rất là khỏe. Đây, 300.000 một combo này. Đó, combo xinh xinh nhá. Có bên này đây là những cái cây combo khác của nhà em Thảo, em sẽ quay nhá. Combo này thì em sẽ đặt theo combo bởi vì nhà em có rất nhiều hàng khác nữa nên là em quay nhanh nhé, không để tránh trường hợp là chúng ta đợi lâu quá. Đây là combo phát tài của nhà em Thảo này. Đó, combo này bình thường là mua là phải 700.000 đấy ạ. Gồm có 700.000 là 10 cây đúng không ạ? Hôm nay em chỉ bán với giá 300.000 được 10 cây này. Giá rẻ chưa bao giờ có luôn nha. Em quay cho cả nhà xem luôn này. Đó, và em sẽ để mặt bông cho cả nhà xem bên cạnh luôn nhá. Đầu tiên là 5 cây trắng hải dương. Đo cho cả nhà xem luôn nha. Này, 6 cm này, cả nhìn thấy không? 6 cm này. Đó, 5 cây trắng hải dương rồi. Tiếp theo là hòn hèo Nha Trang. Cây cũng là 5 đến 6 cm. Tiếp theo là phi điệp cánh bầu Hòa Bình. Đấy, lá của nó cũng bầu luôn rồi đây này. Đó, cánh bầu Hòa Bình rồi. Tiếp theo là 5 cây trắng lâm sung. Đó, cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây là hàng gieo hạt nha cả nhà nhá. Đây là cây năm 2 hết đấy. Tiếp theo là 5 cây trắng Nha Trang. Rồi 5 cây trắng Nha Trang đây. Cây lá của nó đẹp lắm. Đó. Tiếp theo là cây gì đây? Đó là cây hồng xòe. Đó. Cây hồng xòe là hàng gieo hạt nha. Tiếp theo là cây 5 cây trắng mắt nai. Đó, anh chị em đã nhìn thấy xinh chưa? Phần xanh này. Tiếp theo là 5 cây trắng hiển oanh. Đó. Và thứ 9 là cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ. Đó. Đây, cây cao khoảng 5 đến 6 cm. Thứ 7, thứ 10 là cây 5 cánh trắng mắt xước này. Đó. Cái combo này em bán giá rất là mềm, giao lưu với cả nhà nha. Đó, combo này 10 loại này em Thảo bán. Bình thường những cây này là mua của 70.000 nhá, nhưng mà hôm nay em bán combo này chỉ có 300.000 thôi. Cái gọi là combo phát tài nhá. Đó. Combo phát tài này rất là đẹp luôn. Đó, cây xinh lắm. Đó, những cây khác này. Đó. Đây là 10 giống cây phi điệp được rất nhiều anh chị em yêu mến. Em sẽ quay và giới thiệu cả nhà. Đầu tiên là nụ tam bố này. Đây, cây nụ tam bố, cây cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này là thác bay này. Đó, thác bay cây của nó đây. Em bán 70.000. Và bên này đây là biệt Easo này. Em Thảo bán 70.000. Và bên này đây là sơn điện cánh mai này. Đó, cây sơn điện cánh mai cũng cao khoảng tầm 5 cm. Và bên này đây, bên này là cây ma bó này. Đó, 70.000. Và qua bên này đây là cây nụ 68 này. Nụ 68, cây của nó đây, cả nhà nhìn này. Đó. Em Thảo bán cây này là 70.000. Cây cao khoảng tầm 5 cm, thân lá rất đẹp nhá. Và bên này đây là những cái cây núi chúa của nhà em này. Đó, cây núi chúa, phi điệp núi chúa, cây cũng là tầm 5 cm. Và bên này đây là dạ hạt đắc lây này. Đó, em bán 70.000 này. Và bên cạnh này đây là lộc bắc này. Đó, cây lộc bắc này em bán 70.000. Tiếp theo cuối cùng là cây di linh xuân này. Đó, đây này em đo cho cả nhà này. Đó. Và tất nhiên là sẽ có chậu 2 thân nhá, nhưng mà em cứ quay chậu 1 thân cho cả nhà. Anh chị em nào em sẽ lựa xen lẫn lại với nhau. Này cũng có những cái chậu như kiểu cây đắc lây 2 thân rất đẹp này. Đây này, cả nhà nhìn này. Cây rất đẹp luôn đó. Đấy. Nhưng nói chung là nó sẽ em sẽ quay những cái loại tầm tầm thôi, em sẽ chọn cho cả nhà xen lẫn những cái cây đẹp là 2 thân đấy ạ. Đó. Combo này là combo số 3. Bình thường nếu mà chúng ta mua 10 cây như này sẽ là 700.000 đúng không ạ? Hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em xuống tâm là 300.000 một combo gồm có 10 cây như này. Đấy, loạt như này luôn. 5 cm, em cũng vừa mới đo cho cả nhà xem đó. Đó, đây. Đó, em sẽ nói cho một lần nữa cả nhà xem nhé. Đầu tiên đó chính là phi điệp Easo này. Thứ hai, phi điệp thác bay, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông bên cạnh luôn. Thứ ba, phi điệp nù tam bố. Thứ tư, phi điệp sơn điền cánh mai. Thứ năm, phi điệp ma bó. Thứ 6, phi điệp nù 68. Thứ 7, phi điệp núi chúa. Thứ 8, dạ hạc đắc lây. Thứ 9, phi điệp lộc bắc. Thứ 10 là di linh xuân. Có cây nhá, cả nhà các bạn nhìn thấy này. Đây, cây này. Có rất là nhiều cây là cây 52 nhá. Đó, chủ yếu là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho cả nhà những cái hàng đẹp nhất, còn những cái hàng xấu. Te tua như này chẳng hạn thì em Thảo sẽ bán thanh lý 20.000 một cây. Đấy, hôm nay có 150 cây thanh lý thì em bán hết rồi. Còn những cái cây tươi tỉnh rất đẹp như này thôi, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta gọi sưu tầm nhá. Combo 3, 300.000. Đấy, xinh lắm. Cây rất là tươi tỉnh, dễ thương này. Đó.
10 cây luôn đó. Nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhá. Dạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Dạ, 5 cây nhá. Combo số 1 gồm có là phi điệp 5 cái, phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhá cả nhà nhá. Tiếp theo cây phi điệp 5 cánh trắng Hiển Oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, 5 cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Dạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước, đạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy, hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Mắt đỏ Hòa Bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ Hòa Bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhoe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hồng. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75.000, nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60.000 đó nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Đây là ở ngoài sân này. Đó, cả nhà các bạn nhìn thấy những cái giống cây phi điệp của em. Hồng xòe. Đó. Đây là cây 52 nhé cả nhà nhá. Ở bên ngoài này là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cao hơn này. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên màn hình ở đây nhá. Phi điệp hồng xòe, hàng gieo hạt 75k. Phi điệp 5 cánh trắng Hải Dương 75.000, hàng gieo hạt cũng là cây 52 nhá. Và cây của nó cao khoảng tầm từ 4 cho đến 5 cm cả nhà nhá. Đó, 5 cánh trắng Hải Dương. Phi điệp cánh bầu Hòa Bình 75.000. Đấy ạ, cây của nó cao khoảng 4 đến 5 cm, có cây nó cao hơn một tí. Đó, tầm 5 cm. Đó, em bán 75.000, hàng gieo hạt. 5 cánh trắng Nha Trang 75.000, đây cũng là cây, đây, cây của nó cũng là cây 52 này, từ 1 đến 2 thân này. Đó, mặt bông đẹp lắm. Đâu, còn đây 5 cánh trắng Lâm Sung. 5 cánh trắng Lâm Sung cũng hàng 52, cây đang mọc thân tơ này. Đó, em Thảo bán là 75.000. Tiếp theo 5 cánh trắng Chumoray. Đó, hay gọi là 5 cánh trắng Chumoja đúng không ạ? Đó, rất là đẹp nhá. Cây này cũng là cây 52 này. Đó, mọi người hay trêu nhau gọi là 5 cánh trắng chu môi da. Đó, 75.000, cũng là cây 52 này. Còn đây là ám Phú Thọ, 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Khoảng tầm 4 đến 5 cm, hàng gieo hạt. 5 cánh ám Hòa Bình, đó, cũng là cây 52 này. Đó, em cũng bán 75.000, mặt bông như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp gái nhảy 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Cây khoảng tầm 3 cho đến 4 cm, 4 cm, 5 cm thôi ạ. Đó. Tại vì là cây này nhá cả nhà nhá, nó đang mọc những cái thân tơ đấy nên là nó cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà cây nó sẽ khỏe lắm. Nó thích nghi môi trường rất là cao. Tiếp theo phi điệp Châu Như này. Đó, cây của nó cũng là cây 52. Đó. Đó, đây là nó là cái thân mẹ của nó, thân thân năm nhất của nó này. 75.000. Và em Thảo sẽ chia ra làm combo nhá. Combo này em gọi là combo may mắn. Gồm có hồng xòe, 5 cánh trắng Hải Dương, phi điệp cánh bầu Hòa Bình, phi điệp 5 cánh trắng Nha Trang, 1 đến 2 thân, 1 thân thôi, 5 cánh trắng Lâm Sung. Đó, combo này em Thảo bán, nếu mà mua theo combo là 250.000 một chợ một combo nhé. Đây là combo may mắn này, 250 này. Tiếp theo đây là một combo em đặt tên là combo hạnh phúc.
Đầu tiên gồm có châu Như. Tiếp theo ạ, gáy nhảy là cây 52 rồi nha. Ám Phú Thọ. Năm cái trắng Chu Môi Ra. Đấy, Chu Môi Ray. Năm cánh ám Hòa Bình. Đây là combo Hạnh Phúc em Thảo bán với giá là 250. Đó, đây cả nhà nhìn này. Đó, đây là ở ngoài sân nhá. Đây là những rề hoàng thảo điệp cách rất là đẹp của nhà em Thảo này. Đó, hoa của nó nở vào mùa xuân rất là đẹp. Đây, rất là thơm, năm ngoái anh chị em mua về á, rất là mọc nhiều này. Thứ hai nữa là hoa của nó rất là thơm, hoa màu vàng như anh chị em có nhìn trên hình này, đây chính là hoa của nó này. Thân của nó, thân lá cũng rất là đẹp và cái dòng này cực kỳ là dễ trồng. Từ 150 cho đến 350 một rề. Anh chị em nào muốn sưu tầm thì chúng ta có thể mua từ những cái rề từ 150 hoặc là 250, là nó một cái rề vừa vừa rất là xinh. Đấy, cây cả nhà con nhìn thấy này. Em Thảo sẽ cắt rễ thì em gửi cho cả nhà nhé. Đó, xinh chưa? Anh chị em mua về thì chỉ việc ngâm thôi. Hoàng thảo điệp cách có một số nơi thì hay gọi là hoàng thảo Điện Biên Đông đấy ạ. Đấy, cây rất là đẹp này. Đây là những chậu hoa EP, một số nơi hay gọi là hoa lan tể tướng, hoa lan tướng quân cũng đều đúng đấy ạ. Và mặt bông của nó như cả nhà các bạn nhìn thấy màu đỏ và cái lưỡi của nó nhìn rất là giống con phượng hoàng đang bay. Nó lưỡi của nó rất là đẹp ạ, và từng chùm nhìn rất là bắt mắt. Và dòng này chơi thân lá đều rất là đẹp này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Bản lá cứng, lá mít tròn rất là xinh. Đó, đây một cây của nó như thế này. Và hiện tại thì cây đang có hoa. Đó, về thì chúng ta có thể vừa ngắm hoa và vừa để gây giống. Và cái dòng hoa này siêng hoa, nó rất là sai hoa đấy ạ. Một năm nó nở được vài lần, nên là nếu mà chúng ta trồng ở trong vườn đấy ạ, thì chúng ta sẽ được là ngắm hoa quanh năm luôn ạ. Hoa của nó nở cũng rất là bền nữa. Đó, đây, nhìn thấy không ạ? Cái lưỡi của nó này, đẹp lắm. Nói chung là rất là xinh. Hàng sưu tầm cho cô chú anh chị yêu mến. Em Thảo bán 150 một chậu, mua 2 chậu là 250 nhé cả nhà nhé. Tính ra có 125.000 một chậu, rất là xinh. Đó, hoa của nó thì đẹp, rất là mê ly luôn. Đó, hoa lan tỷ tướng. Đây là những chậu cây phi điệp trắng đột biến này, hoa của nó trắng tinh như anh chị em có nhìn trên màn hình này đây ạ. Và em đặt tên nó là cây công chúa bạch tuyết, rất là đẹp này. Đấy, xinh chưa? Chậu rất là đẹp luôn, dòng chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Đẹp lắm đây này, nhìn này, em thấy đã quá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm 1 đến 2 chậu về chúng ta trồng vào một giỏ to thì cực kỳ là xinh luôn. Cây của nó thân thấp nhất khoảng tầm 7 cm cho đến thân cao của nó khoảng tầm 30-40 cm đấy ạ. Thân xanh sạch. Em Thảo bán là 280.000. Đó, giá rất là ưu đãi đúng không ạ? Bởi vì nó là hàng ươm ki, hàng chuẩn bông nhá anh chị em nhá. Đó, xinh quá luôn. Tía là một loại hoa lan đẹp và là một vị thuốc quý nghìn vàng. Và trong cổ thư Đông y của Trung Quốc cách đây khoảng hơn 1.000 năm thì họ đã xác định được 9 loại tiên dược được xếp theo thứ tự, trong đó thạch hộc tía đứng đầu tiên. Sau đấy mà đến các loại tiên dược khác như là tuyết liên, nhân sâm, thủ ô này, phục linh, tùng dung, linh chi, ngọc trai và đông trùng hòa thảo. Cô chú anh chị nào tìm hiểu về Đông y thì chắc chắn là sẽ không còn lạ gì với thạch hộc tía đúng không ạ? Với giá trị của thạch hộc tía có 2 loại công năng chủ yếu. Đầu tiên là nó làm thuốc, hai đó là làm thực phẩm. Lâu thạch hộc tía đã trở thành sản phẩm bổ dưỡng từ lâu và nó có tác dụng như là phòng chống ung thư này, chống lão hóa, tăng sức đề kháng của cơ thể, làm giãn mạch máu và kháng đông máu. Và cái này thì để muốn tìm hiểu thì phải hỏi các những cái thầy thuốc lang băm được không ạ? Đối với làm thực phẩm thì cái này có thể sử dụng để nấu súp với hồng sâm này. Đấy, ngoài ra có thể nấu cháo hoặc là chúng ta có thể nấu canh. Làm thạch hoặc là nấu trà đều rất là tốt. Vào năm ngoái thì gia đình em Thảo bán là theo gọi là tính bằng tấn luôn, bởi vì cái dòng hoa này rất là tốt nên được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tâm. Và đây này, từng khóm như này rất là dễ trồng. Và cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông và có một số cây nó đã có bông rồi. Đấy, có một số cây có bông rồi đây này. Rất là đẹp nhá. Nếu mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, thì nó sai bông cực kỳ là to và cái dòng hoa này thì hoa bền lắm. Hoa bền và chúng ta có thể sử dụng hoa để làm trà này, để nấu cháo, nấu canh cũng đều ok hết. Và cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo 2 số điện thoại em Thảo ghi ở trên đề tiêu đề nhé. Đây là những chậu cây địa lan lá biên phép tài, một cái dòng hoa thu hút may mắn tài lộc về gia đình của mình đúng không ạ? Và cái dòng hoa này có một cái tên khác rất là mỹ miều, đó chính là vương miện rồng xanh. Mặt bông thì có đôi môi đỏ như cô gái 18, rất là đẹp này. Lá sọc đột biến rất là xinh. Đó, cái dòng hoa này những cái dịp Tết là được rất nhiều anh chị em muốn sưu tâm. Đó. Mỗi một chậu của nó từ 5, 6, 7 củ rất là đẹp. Đây là hàng em Thảo tuyển chọn nhé, nên là cực kỳ là xinh.
Đó, khi mà chúng ta mua về chúng ta thay qua một cái chậu mới thì người ta nói là khi lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi đúng không ạ? Nó sẽ rất là đẹp đấy ạ. Em Thảo bán mỗi bình thường là 470.000, ngày hôm nay em bán để gây giống. Em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000 nhá. Điện lan lá biên phát. Và bên này đây là những chậu bệt núi chúa được rất nhiều anh chị em yêu mến, và đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Hàng đang đi ngọn và mỗi một chậu của nó từ 1 đến 2 thân tơ, chủ yếu là 2 thân tơ, cây cao khoảng tầm từ 20 cho đến 22 cm. Em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Em Thảo bán là 250 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Anh chị em mua 2 chậu thì em Thảo bán là 230 một chậu nhá. Đó, cây đẹp lắm và số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu. Anh chị em được kiểm hàng trước khi nhận nhá. Đây là những chậu hoa hạc vĩ đột biến, hoa màu trắng tinh khôi rất là đẹp này. Còn nếu mà hoa hạc vĩ bình thường thì nó như này. Đó, cây rất là xinh nhá. Nếu mà chúng ta khoảng 2 năm trước chúng ta mua một chậu hạc vĩ em Thảo đang cầm thì không bao giờ dưới giá là 1 triệu 2 luôn. Đó, cây xinh chưa? Và ngày hôm nay nhá, lô rất là xinh luôn. Em sẽ bán, đây là cái lô cực kỳ là em tâm đắc đấy ạ. Em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm. Em Thảo bán một chậu là 150, mua 2 chậu là 250 nhá. Giá chưa bao giờ có luôn. Đấy, em Thảo bán số lượng nên là anh chị em nào yêu mến thì ủng hộ em nhá. Hoa hạc vĩ đột biến rất đẹp. Phi điệp cánh bầu hòa bình, hàng gieo hạt với mật bông mẹ rất là đẹp. Anh chị em có nhìn thấy trên màn hình này, đây chính là mặt bông mẹ của nó. Cây rất là xinh và dễ thương này. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 cho đến 4 thân tơ. Và cây chưa quá là cao bởi vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng, khoảng tầm 3 cho đến 7 cm. Đó, đây này, cả nhà nhìn thấy các bạn, từ 5 cho đến 7 cm, rất là đẹp nhá. Em Thảo bán là 230.000 một chậu. Anh chị em nào mua 2 chậu em Thảo bán 450 nhá. Cây xinh lắm, chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đây, cả nhà các bạn nhìn thấy đây. Đó, chắc chắn lắm. Đây là những cái chậu hàng thuần của Trúc Phật Bà. Và anh chị em biết rồi đúng không ạ? Trúc Phật Bà nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông và giá trị kinh tế cao nhất. Đấy. Và chính vì nó có mặt bông đẹp như vậy nên là cái tính của nó cũng hơi đỏng đảnh một chút, nên là có rất nhiều cô chú anh chị không có thuần được đúng không ạ? Và đây là cơ hội cho anh chị em sưu tầm. Mỗi một chậu của nó khoảng 2 đến 3 thân tơ. Đấy, chậu rất là xinh xắn dễ thương, em sẽ cho cả nhà xem này. Hàng vừa mới về nên là em quay luôn đấy ạ. Đó, khoảng tầm 2 3 thân tơ và hiện tại là đã hết hoa rồi. Đó, cây xinh lắm. Em Thảo bán với giá là 150.000 một chậu, mua 2 chậu là 250 nha cả nhà nhé. Hiện tại thì thân tơ của nó cao khoảng tầm từ 6 cho đến 10 cm đấy ạ. Đó, 150 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cái trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt với dòng thân xanh sạch luôn này. Đó, nhìn thoáng qua thì chúng ta nhìn thấy rất là giống với hàng ươm ki đúng không ạ? Đó, cả nhà bạn nhìn thấy đây. Đó, và mới là giai đoạn đầu sinh trưởng nên là cây của nó cũng chưa cao lắm đâu ạ. Thân tơ của nó đấy ạ, thân tơ năm 2 của nó cao khoảng tầm từ 6 cho đến 12 cm, còn cái thân già của nó là khoảng tầm 15 cm, cả nhà bạn nhìn thấy đây. Đó, mỗi một chậu của nó 1 đến 2 thân tơ, rất là xinh. Đó. Em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhé cả nhà nhé. Phi điệp năm cái trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt rất là đẹp đấy ạ, xanh sạch đây. Chị đang nhìn đây chính là một những cái mặt bông rất là xinh xắn đấy ạ. Đấy. Đây. Tím, nhưng mà không tím bằng cây châu như đoạn. Đó. Cũng đang mọc rất nhiều là con đằng cháu đống luôn. Và mỗi thân của nó vì nó là đầu mùa xuân nên nó chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm thôi nhé cả nhà nhé. Đó. Em Thảo bán bệt Easo với giá là 220.000. Bây giờ đầu mùa xuân thế này chúng ta mà sưu tầm về và chúng ta chăm sóc đấy thì nó sẽ lớn cực kỳ là nhanh luôn, bởi vì những cây này rất là khỏe luôn ạ. Phi điệp Nù 68 được rất nhiều cô chú chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và đây là hàng gieo hạt với mật bông mẹ, cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Rất là đẹp và dễ thương đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này. Mỗi chậu của nó gồm có 2 thân, 1 đến 2 thân và đang mọc khá là nhiều những cái thân tơ nữa này. Và những cây nào chưa mọc thì nó đang trong quá trình mọc rồi đó. Đây này, nhìn thấy không ạ? Xinh lắm. Và đây là cây 52 nhé cả nhà nhá. Cây cao khoảng từ 10 cho đến 12 cm thôi, không quá là cao đâu ạ. Đó, những cái thân tơ của nó đang mọc lên. Cây rất là xinh xắn, riêng cái dòng chơi thân này nó cực kỳ là dễ thương rồi đấy ạ. Em Thảo bán nụ 168 với giá là 240.000. Anh chị em nào mua 2 chậu em Thảo bán 450. Hoa lan Korat Koki là dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Hoa rất là thơm và cực kỳ là dễ trồng. Và cô chú anh chị có nhìn thấy đây chính là giò hoa lan Korat Koki 31 năm tuổi của hoa lan Độ Nghĩa tại Hà Nội. Và Korat Koki nó là kết quả của mối tình rất là đẹp giữa Hoàng Nhạn và Cửu Bảo Tiên đúng không ạ? Nên là Korat Koki có vòi hoa rất là dài và rất là thơm, và đặc biệt là có cái màu hoa rất là tươi sáng đúng không ạ? Rực rỡ đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này.
Đó, đây là những cái hàng để làm giống. À, cả nhà quận nhìn thấy đây ạ, những bé rất là khỏe đúng không ạ? Hay ăn trong lớn và cực kỳ là dễ nuôi. Đó, anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa Corat Coqui này thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta làm giống. Em Thảo bán với giá là 250.000 được 2 chậu. Đó, bán lẻ là 130.000 một chậu nhé cả nhà nhá. Rất là xinh xắn và dễ thương. Đó, Corat Coqui. Và cái gì có đôi thì nó vẫn là hoàn hảo nhất đúng không ạ? Đây là anh chị em 250.000 được một đôi rất là xinh xắn và dễ thương của Corat Coqui. Ngày hôm nay nhà em Thảo trên quý cái hàng những chậu cây phi điệp năm cánh trắng lâm sung với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Rất là xinh và dễ thương. Và cái dòng này là xanh sạch đây như cả nhà đang nhìn đã. Đó, cây rất là đẹp nhá, nhìn thoáng qua thì không khác gì hàng ươm ki đúng không nào? Và đây là cây năm 2 là mới bắt đầu giai đoạn đầu sinh trưởng, nên là cây thân tơ của nó chỉ cao khoảng tầm từ 8 cho đến 10 cm thôi ạ. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là xinh. Đấy, bình thường những chậu này là em Thảo bán khoảng tầm 250 cho đến 270 đấy ạ. Hôm nay em trên khuyến khách hàng chỉ với giá là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000 nhá cả nhà nhá. Và khi mà gửi thì em Thảo sẽ gỡ cái thanh sắt này để cây hoa của chúng ta không bị ảnh hưởng ạ. 400.000 2 chậu này. Đó, giá cực kỳ là đẹp luôn. Dáng hương mặt trời đỏ là con lai rất thành công giữa Bangkok Sunset và cây Vanda, nên là cho một cái dòng hoa cực kỳ là đẹp này, rất là thơm và đặc biệt là cái này chơi lá cũng rất là xinh nữa. Cái dòng lá xếp, dòng thẳng đứng lên rất là đẹp này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó. À, em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Em Thảo bán với giá là 130.000 một chậu, mua 2 chậu là 250 nhá cả nhà nhá. Đó, một đôi cho nó hoàn hảo đúng không ạ? Này, cây xinh chưa? Đấy, xinh lắm. Cây giống nhá. Khi nhắc đến kiều thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái dòng hoa có vẻ đẹp kiều diễm và ngọt ngào đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo có hai dòng, đó chính là kiều lộc bắc và kiều mỡ gà. Hai dòng hoa này đều có cái dòng thân vuông rất là đẹp luôn. Đó, xinh lắm. Nói chung là đây là dòng hoa của Thái nhá. Bên Thái thì họ chủ yếu là lai tạo ra những cái dòng hoa với mặt bông đẹp thôi. Và hai cái mặt bông này cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm. Hàng để gây giống từ 5 cho đến 7 thân tơ, 8 thân tơ. Bình thường những chậu này em Thảo bán với giá là 200 hơn đấy ạ. Em Thảo bán ngày hôm nay chỉ có 170.000 thôi. Mua combo 2 màu thì em Thảo bán là 300.000 nhá. Đó, cây rất là xinh. Đây là dòng thân ngắn. Đó, nói chung cái dòng hoa cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Đi ngọn rất là xum xuê luôn. Đây là phi điệp ma bó nhé cả nhà nhá. Ma bó đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ rất là xinh xắn và dễ thương. Những thân thân tơ của nó thì chưa quá là dài đâu, bởi vì là bây giờ mới bước vào mùa xuân mà. Chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm thôi, nhưng mà nó nhiều thân lắm này. Đó, từ giờ đến cuối mùa là được rất là cao luôn đấy ạ. Em Thảo bán phi điệp ma bó với giá là 250.000. Đó, phi điệp ma bó hàng gieo hạt. Phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt. Đây cả nhà các bạn nhìn thấy mỗi một cây của nó rất là xinh xắn và dễ thương đấy ạ. Sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Cây cao khoảng tầm từ 17 cho đến 18 cm rồi đấy, 15 cho đến 20 cm rồi. Đó, đây này, 15 cho đến 20 cm đây. Đó, đây là cây năm 2 rồi nên là còn những cái thân già này. Đó, những cái thân này tới này về nó có khả năng nó sẽ mọc hoa, có cho hoa này. Đó. Bệt núi chúa em Thảo bán 240.000. Cây rất là. Và đây bên cạnh nam cánh trắng lâm sung thì nó là nam cánh trắng lâm đồng này, cả nhìn thấy rễ của nó này, xinh chưa? Đó, thân xanh sạch này. Đó, đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ, cả nhà con nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không nào? Thân xanh sạch. Xinh lắm và cũng là giai đoạn đầu sinh trưởng đây, cây năm 2 nhất là cái thân tơ của nó cao khoảng tầm 8 cho đến 10 cm thôi. Đó, nói chung là cây của nó xinh. Mấy cây này cho những cái cây năm cây những cái thân này này nó sẽ cho bông bói mùa tới này luôn đấy. Nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó. Mặt bông mẹ của nó thấy rất đẹp đúng không ạ? Thân của nó chơi cực kỳ là xinh luôn ạ. Một thân già với khoảng 2 đến 3 thân tơ. Đó. Cây của nó cao hơn cây lâm sung một tí. Này, cả nhà nhìn thấy không? Đó. 18 đến 20 cm. Thân già, còn thân tơ thì nó cũng xem như nhau. Em Thảo bán là 240.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Đó. 450.000 nhá. Đó, xinh chưa? Đây là những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình, rất là đẹp đấy ạ. Riêng cái dòng này chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Nó là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Và nó là hàng gieo hạt thôi nhưng mà nhìn cái thân lá của nó cũng rất là đã nhá, rất là đáng để chúng ta chơi. Đấy, cây năm 2 rồi nên là có cây nó đang bật thân tơ khá là nhiều và có cây của nó mới bắt đầu bật này. Đấy, cây rất là xinh, thân lá thì nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó, tới này sẽ cho bông bói luôn. Đây này, đang bật này. Đấy. Và mỗi một cây của nó không quá là cao đâu ạ, cao khoảng tầm từ 22 cho đến 27 cm, cây rất là xinh nhá.
Đấy, cây 52 rồi, cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Em Thảo bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhá cả nhà nhá. Giá cực kỳ là mềm ạ. Đây là những chậu di linh xuân của nhà em Thảo này, cả nhà các bạn nhìn thấy. Đấy, phun một ít là cái ki duy xanh lên thôi là nó tua tủa những cái ki ra luôn. Đó, đây anh chị em có thể mua về chúng ta cắt cái này ra này, cắt 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 ra sau cho nó trồng. Đó. Thân tơ của nó cao khoảng tầm 10 từ 8 cho đến 10 cm, còn cái thân già của nó cao khoảng tầm 20 cho đến 22 cm đấy. Đó, nói chung là cây xinh lắm. Đấy. Nhìn này. Đó. Di linh xuân này em Thảo bán với giá là 250 này, mua 2 chậu là 230 nhá. Đó, cây này trồng bằng giá thể vỏ thông và cái rễ của nó này, nhìn này rễ nó khỏe chưa? Đó, anh chị em mua về chúng ta cứ thay chậu bình thường thôi. Đây là những chậu cây mắt đỏ Hòa Bình này, cả nhà các bạn nhìn thấy. Cây này là cây 52, cả nhà các bạn nhìn thấy này, xinh ra. Đấy, nếu mà em gửi cho cả nhà thì em sẽ tháo cái này đi nhá, bởi vì là sẽ đỡ bị dập cây, cả nhìn thấy không ạ? Đó, nhìn nù giống như là cây nù rút ngắn luôn đúng không nào? Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 1 đến 2 thân tơ rất là đẹp này. Đó, thân của này nhìn tím lịm luôn. Đẹp lắm, mà nhìn ở ngoài cực kỳ là xinh luôn. Đó. Và mặt bông mẹ của nó đây, nếu mà chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là giống như là một cô gái khóc ra máu luôn, đỏ lem luôn. Đấy, đẹp chưa? Đây. Khoảng tầm 20, từ 18 cho đến 20 cm, thân già. Còn nếu mà thân tơ thì cũng cao xem thôi, cũng khoảng tầm 8 cho đến 10 cm thôi. Vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng mà. Mặt đỏ Hòa Bình em Thảo bán với giá là 260.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 500.000 nhá. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, cây không thể chê vào đâu được. Đó. Tím này. Phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt được rất nhiều anh chị em yêu mến, và đây cây của nó đấy ạ. Cây chơi thân lá rất là xinh, và đây chính là mặt bông mẹ của nó đây, cả nhà nhìn thấy ạ, rất là dễ thương đúng không ạ? Và vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng nên là nó chưa cao lắm đâu, nó chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 10 cm. Nói chung là rất là đẹp ạ, khoảng tầm 3 thân tơ, 2 đến 3 thân tơ này, có cây có 4 thân tơ nhưng nó hơi thấp. Thì ra mua khoảng 3 thân tơ thì nó sẽ cao hơn. Đó, em Thảo bán giá rất là mềm luôn ạ. Em bán với giá là 270.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhá. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm. Đây là dòng cây phi điệp sơn điền cánh mai hàng gieo hạt rất là đẹp, anh chị em có thể nhìn thấy. Đó, mỗi một chậu của nó chơi thân lá thì cực kỳ là đẹp, và giai đoạn đầu sinh trưởng thì nó cao khoảng tầm từ 5 cho đến 7 cm. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 cho đến 4 thân tơ rất là đẹp này. Đó, anh chị em có thể nhìn thấy. Em Thảo bán là 230.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng. Đó, cây của nó chơi thân lá đẹp lắm. Đấy. Em Thảo vừa mới phun nước vôi trong xong nên là nhìn nó có hơi còn hơi trắng trắng. Và bắt đầu bước vào tháng 2 thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu bước vào mùa sinh trưởng. Đây gọi là giai đoạn đầu sinh trưởng đúng không ạ? Bắt đầu hình thành những bộ rễ mới và nảy mầm gốc. Và em Thảo sẽ giới thiệu cả nhà về từng loại để chúng ta chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mùa xuân rồi. Đó, đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn, và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000. Đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé. Phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là
chống thối nhũ đoạn, nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất, đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali, là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này, đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ, đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình, đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất, đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây, đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá, đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010, đúng không ạ? Là cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt, đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo, vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng, đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây, đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá, đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết, đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai, đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng, đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này, nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn, đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000. Lọ này lọ to nhé cả nhà nhé. Lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ, đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000, một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta, anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây, và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha. Đây này, một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy. Vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa.
Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn được không ạ? Hoa của chúng ta sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phần trắng thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh. Kiki duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé, Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này, 100m tờ đây. Em bán là 50.000 dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhờ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây có cả đậu châu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy. Em bán một bộ lá. Em bán là 75.000 một bộ nhé cả nhà nhé. Gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy. Nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Một thuốc dẫn diệt ruồi vàng được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta diệt những con côn trùng bảo vệ hoa lan của chúng ta khi mùa xuân đến. Mùa xuân đến thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu nảy mầm, nảy chồi rất là nhiều, và còn có một số cây thì đang có nụ chuẩn bị đơm hoa, đúng không ạ? Nên là để bảo vệ hoa lan của chúng ta một cách trọn vẹn thì chúng ta có thể là mua 1 đến 2 hộp thuốc diệt ruồi vàng này về để chúng ta diệt những con côn trùng gây hại hoa lan của chúng ta. Và nếu mà anh chị em mà cái vườn lan mà rộng trên 1.000m² đấy ạ, thì chúng ta mới nên mua 2 hộp, còn không thì chúng ta chỉ mua 1 hộp thôi ạ. Và nếu mà không sử dụng hết thì chúng ta sẽ để lại hộp lần sau. Đó, thì chúng ta sẽ đậy nắp kỹ vào. Và đây có sự hướng dẫn hết rồi, nên là anh chị em mua về thì chúng ta chỉ việc làm theo thôi ạ. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là hữu ích khi mà mùa xuân đến. Em Thảo bán với giá là 50.000. Đó, thuốc dẫn dụ diệt ruồi vàng, bảo vệ hoa lan của chúng ta. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đã. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.